nè mọi người, cá hồng giòn ngon nha. Hồng giòn này bị chát rồi mọi người ơi, không có ngọt. Xin chào mọi người đang xem kênh của Duyên ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay thì Duyên sẽ ăn trái cây, không còn ăn món bình thường mà là ăn trái cây. Tại vì đó lúc sáng hai vợ chồng Duyên đi chợ thấy có bán, sao bây giờ tới mùa này thấy có bán những cái trái lựu như thế này nè, không có giống trái lựu nhỏ như hồi trước mình ăn, bây giờ nó mới có hay sao thì cũng không biết trái lựu này từ đâu, không biết có phải từ Trung Quốc không mọi người. Duyên cũng muốn ăn thử và nó làm sao, tại thấy nó bự, thấy nó ngon mà không biết bên trong nó làm sao, cho nên mua thử rồi kèm theo những trái hồng này, trái chuối với cái mảng cầu ta của mình nè, rồi mình ăn thử sẵn là khám phá xem trong trái lựu nó có cái gì. Mấy đứa nhỏ nó đang chơi trên đó ồn quá trời luôn, mọi người thông cảm nha, tại vì trẻ con mà nói nó hoài cho nó cũng ôm sùm mà, nói mẹ quay clip, tụi con chưa nhỏ thôi, nó nhỏ thôi nhưng mà chơi một lát cũng ôm sùm, kệ trẻ con không sao, giờ ồn một tí thôi. Giờ thì Vi sẽ ăn trái mảng cầu trước nha, lấy cái đĩa để đựng. Duyên thích ăn trái cây lắm mọi người ơi. Mọi người có ai giống như Duyên không thích ăn trái cây không? Trái mảng cầu mình ăn mảng cầu trước đi, một tí nữa Duyên sẽ bỏ cái lụa này ra xem ở trong đó nó có giống với cái lụa mà bình thường á mình hay ăn không, cái lụa nhỏ nhỏ á. Tại vì cái đợt này đi ra ngoài đường như thế toàn là bán lụa như vậy không à, lần đầu tiên á, cho nên mua về ăn thử xem bên trong nó có ngon không. Mảng cầu này thì là vẫn mảng cầu ta bình thường của mình nên ăn rất là ngon nha. Cái vỏ của nó thanh thanh đen nó chín rồi đó, chín là ngon ngọt lắm mọi người, có hồng ngọt ngon quá. Một cái mảng cầu sắp vào trong bụng mình nè. Hộp nhiều ngon không ạ? Ngọt lắm, ngon. Bây giờ mình thấy có ra cái loại mảng cầu, mảng cầu Thái á, nó cũng giống cái mảng cầu của mình như vậy. Nó giống cái mảng cầu cao của mình nè, nhưng mà cái gai của nó không có nổi cao đâu, cái gai của nó chìm. Nó là mảng cầu Thái, ăn cũng ngon, nhưng mà cái vị ngọt của nó dịu hơn là cái ngọt cái mảng cầu ta. Nó ngọt vừa chứ nó không có ngọt cái mảng cầu ta mà, mảng cầu ta của mình ngọt dữ lắm. Mà tự nhiên luôn, ăn ngon lắm. Ngon quá. Thank you.
Rồi mình ăn cái hồi thái cuối nè. Cuối này là cuối cau. Giờ này xung quanh ồn quá mọi người ơi. Mọi người có xem clip của Duyên thì thông cảm những tiếng ồn xung quanh nha. Duyên cố gắng mua cái mic này nè để lọc tiếng ồn mà. Nhưng mà lọc được những cái tiếng gió, tiếng quạt máy. Chứ còn những cái âm thanh mà lớn thì không có lọc nổi rồi. Cỡ nào nó cũng vô hết. Rồi đó nhà trọ cho nên hơi ồn. Ồn á, nó không có cách âm. Mọi người coi thêm thông cảm được nha. Thông cảm được Duyên nha. Ngon. Ngon lắm. Những trái cây mà nhìn nó xấu xấu thì nè. Ngon. Để bạn ăn vô thì nó rất là ngon. Ngon. Bây giờ mình sẽ thử tới trái hồng giòn. Sáng hai vợ chồng đi chợ mua các trái cây mua. Giờ định là hai vợ chồng sẽ ăn chung, sẽ quay clip chung. Nhưng mà có mấy anh nhỏ này là chơi quậy quá à, la ầm sùm. Cho nên phải chồng như phải lên trên đó giữ bớt để không thôi á. Trời ơi, la bể nhà không, tại là con trai không có quậy quá. Nó chơi nó dở quậy quá. Nè mọi người. Cái hồng giòn ngon nha. Hồng giòn này bị chát rồi mọi người ơi. Không có ngọt. Tại vì không biết rửa hay sao ta. Sao có sao bữa mà có một bạn cho mình cũng hồng giòn mà ăn nó ngọt nó ngon á. Nhưng mà trái này mình cắt ra sao ăn nó bị chát quá. Ăn không được. Chát rồi mọi người. Không ngon. Không ngon. Chát quá. Bây giờ Duyên sẽ thử tới cái lụ này nha. Duyên sẽ bóc cái lụ này ra. Chát miệng quá, khó chịu quá. Duyên thấy trên mạng chỉ nha. Ăn lụ là phải cắt như vậy nè. Không biết cắt đúng không mọi người. Đó. Cắt ra cái hình góc vuông nè. Rồi thử nó ra. Rồi mình tắt nha. Ôi. Nè mọi người. Đó cái lụ ở trong cái hộp của nó màu đỏ luôn á. Đỏ này là đỏ gì ta? Đỏ này là đỏ gì nè? Ăn cũng được. Cũng được. Nhưng mà không có ngon bằng cái lụ bình thường mình ăn. Nhìn nó bự nó đẹp thì chứ thật sự ăn nó không ngon mọi người. Không ngon bằng mấy cái lụ nhỏ nhỏ mà cái màu hơi hồng hồng, hồng 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 này là màu đỏ đi. Đỏ mà như đỏ bằng luôn. Nó không ngon. Cái vị kia nó chua chua ngọt ngọt. Còn cái vị này nó hơi ngọt lạc lạc. Có thấy không ngon không? Rồi. Vậy sáng nay mua trái lụ nè. Không ngon. Cái hồng giòn ui chát mà không ngon. Nhưng mà hai trái này xấu nhất mà lại ngon nha. Trái này mặn cầu thì lại ngon. Trái chuối ngon. Hai trái này nó vừa thơm nó vừa xấu. Nhưng mà ăn nó rất là ngon và ngọt nha. Hai trái này nó hồng hào, nó đỏ, nó cam, nó đẹp. Nhưng mà ăn không ngon, trái này chát, trái này không bằng cái trái lụ, không bằng cái trái lụ nhỏ bình thường mà mình hay mua á. Cái hộp của nó màu đỏ bằng luôn à. Ăn vô nó kiểu nó ngọt ngọt và ngọt hơi hơi á, giờ lạc lạc nó khó ăn quá à. Không ngon. Hay là tại do Duyên đang mới vừa ăn cái trái hồng giòn này nó bị chát ra, rồi ăn qua cái này nó không được ta. Nó có thể là vậy quá. Thôi bây giờ Duyên sẽ lễ cái này ra. Lễ hết cái này ra luôn rồi để dành nhờ sự hỗ trợ của chồng, nhờ ăn dùng. Help me. Đây nè mọi người thấy không, mọi người thấy không, nó tách ra một tí ăn là không ngon. Hình như ăn những cái trái truyền thống của mình nó vẫn ngon hơn ha. Trái hồi xưa nó vẫn ngon hơn, trái bây giờ nó không ngon. Mọi người xem video của Duyên đến đây là hết rồi nha. Ngày hôm nay ăn thì trái cây thì mua 4 loại trái cây, nhưng mà có 2 loại xấu nhất nhưng mà lại ngon nhất, 2 loại đẹp nhất nhưng mà lại không ngon bằng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Duyên. Nếu mà mọi người xem
kênh của Duyên, có yêu thích gia đình của Duyên, cả nhà của Duyên, thì mọi người có thể đăng ký kênh và bình luận và chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt mọi người nha.